quá. Phùng Lao. Phùng Lao tiếp. Cầu chuyền lưới vẫn còn. Quá bình tĩnh. Này thế nhờ. Ui rồi, trả lại khó luôn. Ui, quá đỉnh. Chúng ta cần để cùng đến với trận bán kết đơn nam 2 giải cầu lông quốc tế Siêu Trà Hà Nội. Đợt Indo kia tay cũng rất ảo, hôm qua Hùng xem rồi, nhưng mà Hùng theo dõi thêm vợt Hàn Quốc từ đầu giải đến giờ 2-0. Ba đều. Hàn Quốc đánh nổ ra rất nhẹ nhàng. Bình tĩnh. Đầu không qua lưới. Hay thế nhờ. Đập quá. Rất may mắn. 6-4. 7-4. Bình tĩnh. Chéo sân. Điểm 8-4 rồi. Hàn đánh rất là kiểu chắc và kiểu tâm lý vững lắm mọi người ạ. Mình xem từ đầu giải rồi. Xem ông ấy đánh trận đầu tiên mà điểm 5-8. Kèo lưới ngoài sân, điểm số 9-5. Đập quá cắm. Điểm số 10-5. Rồi, lật đâu. Điểm 6-10. Hay nhờ. Điểm số 11-6. Lại ăn quả đấy. 12-6. Bình tĩnh thế. Cầu ông Hàn Quốc này chắc kinh. Ngoài sân. Cảm giác quá tốt. Ui xồi. 72. Điểm 8-12. Mười bốn tám. Ở đấy ve căng tay. Sửa rất lắc nhưng mà vẫn còn. Rất thích quả đấy. Rồi thiếu. Điểm 15-10. Rất bình tĩnh, bom. Chém kìa, quay. 16-10.
rất nhanh. Quá khép. 11-17. Cùng lao. Đập gõ kìa. Uầy. Cầu tốc. Điểm 14-18. 15-18. Rất đáng tiếc. Điều nhìn đồ đánh hay hơn rồi. Một đường cầu hay. Dẫn lên. Ôi tâm. Cố lên 19 đều đi nào. Ôi, công nghệ ngoài chứ nhờ. 28 kìa. Một cầu tốt. 19-20. Idol cố lên. Rất tốt. 21 đều. Quá lắc. 22-21. Hai đều vừa điều đang thi đấu rất bình tĩnh, bị trượt gót. Đánh chắc nhỉ. Đánh an toàn thế. Cầu trong sân. Rất hay. Số 1 đều. Ngoài. Điểm 21. Hai đồ cố gắng thắng set 2 luôn đi.
Bấm quả nhanh thế nhở. Số 31. Ao. Hay thế, rất tiếc là cầu ngoài. Lại ngoài. Rất hay. Thôi sao rồi. Này rồi, tôi đánh chắc lắm. Điểm số 20. Rất tỉnh. Chắc 34, 13 bên kia. Quá bình tĩnh. Tôi bây giờ tôi về, tôi phải học quả chém xiết anh em ạ. Hay quá. Tay ai đổ bon lắm rồi. Quá nhanh. 13-3. Vũ cho người yếu hơn. Đấy, quả bật. Ui, cổ tay kia. Điểm năng 19-7 cho Idol. Idol tự tin quá. Bom. Ở đỡ. 27. Rất hay. 21-7.